hiện chương trình công tác công đoàn năm 2023 với sự đồng ý của ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2023. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Bùi Quang Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh. Chủ tịch công đoàn Liên đoàn tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn Liên đoàn tỉnh khóa 4. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí của công đoàn Liên đoàn tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa các đồng chí, thì hôm nay thì để